gãy cá nướng chua đen 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 có vị mới ngon lắm mọi người. Có đi biển không biết mà rất là hấp dẫn luôn, nhìn đẹp ghê á. Mình thấy được cái đài sen già nào mà vườn sen rất đẹp luôn. Đài sen khô nè mọi người, đài sen khô có hạt sen khô này nè. Đây là cái đài sen non này. Đó, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Để tới hôm kia mình quay cái bông sen cho mọi người xem nha. Đây nè, đây là cái bông búp nè. Ở kia có cái bông nở rồi, rất là đẹp luôn. Mình quay cái bông nở cho mọi người xem nè. Đây nè, đó, cái bông nở rất là đẹp luôn mọi người. Đó, đẹp chưa? Vàng nè, vàng ôm luôn nè. Đó, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. À, này có cái đài sen khô luôn rồi. Đó, cái hộp sen nó khô gan nè. Nè. Này ăn được không mọi người? Ăn sen khô nè. Bãi ra rồi mọi người. Đó, mình thấy được cái đài sen già nè mọi người. Đó. Hộp đen đen đen. Nghe đẹp đẹp ha. Cái hồng này nó kêu gọi dữ ra. Ồ. Cho con hút căng đi. Đó, lấy hết cái hạt ở trong đây ra nè. Những hạt đen đen rất là đẹp luôn. Ăn kiểu người rừng. Vậy mới hấp dẫn á. Coi coi cái nước mà nó anh gọi cá nhảy nè. Cái đó ngoài miền Tây Bắc. Gọi cá gì nó không nhận. Đây mọi người, mảnh nhỏ được một ít nó sen nè. Đó. Đang đi đó bẻ giờ chết. Nó sen rất là đẹp luôn. Đâu có. Đây thứ tư ha. Đợi đâu. Đó. Trong thằng này ăn được rồi. Trắng trắng nè. Nó giòn giòn ngọt ngọt mọi người. Cá này là cá đỉnh đó. Nãy mẹ con cá lóc cuồn cuồn không ngủ nữa, chừng ngồi lên ăn cái này cào máu không. Cá lóc nó ăn không ngon, mặn lắm. Nước ngoài đồng luôn, rất là hấp dẫn mọi người. Quay ra đây thấy cái vườn sen rất là đẹp luôn. Trong thời gian chờ đợi mình thưởng thức ngó sen. Ngó sen ăn rất là ngon mọi người. Nó giòn giòn mà nó thơm thơm, nó ngọt ngọt, nó im luôn. À, nó rủ tôi chuối cả nướng chuối đen 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 luôn nè. Cái gì nó hầm nó chín rồi đó, mình bông rồi đó. Mẹ. Mẹ cá đó. À. Có rau gừng, bắp chuối. Có biển hả? Có. À, cá khét. Thì coi có gì mới ngon lắm mọi người. Có đi biển không biết mày. Cá xạo á, cá dãy đây, cá tươi gì nữa. Được rồi. Nó bắp chuối nè. Rồi. Rồi. Nó tét cái đồ la la nè. Nó chuối tét thiệt. Qua đập Nguyễn ơi. Hãy đặt cái xe kìa qua cái đập ăn cơm nó luôn. Nó có đập mà. Đập đúng với mẹ. Đó, cá lên lá sen rất là hấp dẫn luôn mọi người. Cá phải rút cây chứ không rút cây đụng nó bị ấy. Bị sóc. Thằng bắt cổ. Ai. Quá trời.
đó, lại băng qua cái ruộng sen qua bên bờ bên kia mọi người. Đó, rồi. Đó, bữa cơm ngày ruộng rất là dân dã hấp dẫn luôn nha mọi người. Chia qua bẻ đi bạn ra. Cô tao. Đũa còn nhóc kìa. Đâu có nhiều chén đi đũa thôi chứ đâu dễ gì đó gì. Đâu? Nè, canh. Thứ chén mà đủ đũa. Đũa. Bỏ bọc nó muỗng rửa rồi hả? Mới rồi vậy sao? Đâu. Mày cái này mà không. Trên bờ này trồng rất là nhiều đu đủ luôn mọi người. Đu đủ trái rất là to luôn. Đó, trên là trồng gãy với nuôi cá nha mọi người. Đủ trái rất là to luôn, nhìn thấy rất là ngon mọi người. Đó, nguyên hàng đây là đu đủ hết. Bên đây dài lên trên đó đường mét bên đây là đu đủ hết nè mọi người. Đu đủ và chuối. Còn dưới đây là trồng khổ qua nè. Khổ qua mới mọc lên còn nhỏ mọi người. Đó, dưới đó thì nuôi cá chỗ mình quay hồi nãy.